Đối với những người có tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, Baidu có lẽ là cái tên không còn xa lạ. Từ một ý tưởng đơn giản, nó đã không ngừng phát triển và trở thành công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, đối đầu với những cái tên đình đám khác như Google, Alibaba hay Tencent. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công ngoạn mục đó thì Baidu cũng phải đối mặt với không ít lùm xùm về độc quyền và vi phạm bản quyền. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Baidu, công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc. Bài học từ tuổi thơ cơ cực. Lý Ngạn Hoành, hay còn được gọi là Robin Lee, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1968 tại Dương Tuyền, Sơn Tây, Trung Quốc. Anh sinh ra trong một gia đình có 5 người con. Cha mẹ Ngạn Hoành đều là công nhân. Tuổi thơ của anh là những ngày tháng cơ cực, cùng bạn bè đá bóng trên con phố nghèo sơ sát. Ngày ấy, hầu hết người dân trong vùng phải di chuyển đến những nơi khác để mưu sinh, hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vậy, giống như bao đứa trẻ khác trong khu phố, Lý Ngạn Hoành chỉ được tiếp cận nền giáo dục nghèo nàn. Từ nhỏ, Ngạn Hoành đã có ước mơ trở thành một ca sĩ opera ưu tú tại nhà hát Dương Tuyền, Sơn Tây. Tuy nhiên, sự bí ẩn và những điều kỳ diệu của thế giới khoa học đã cuốn hút Ngạn Hoành. Cuộc đời con người có rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Nếu ngày ấy anh kiên trì theo đuổi đam mê của mình, có lẽ Baidu đã không được ra đời. Trong một lần chia sẻ về cuộc sống, Ngạn Hoành nói về mẹ. Mẹ là người luôn dạy anh phải cố gắng phấn đấu vì tương lai của chính mình và lời dạy của bà đã trở thành động lực, theo sát bên anh trong suốt quá trình trưởng thành. Lý Ngạn Hoành nói, chúng tôi không có đường lui. Nếu bạn mơ ước có một cuộc sống và công việc tốt hơn trong tương lai, bạn phải học tập chăm chỉ và chắc chắn rằng những trường đại học tốt nhất sẽ chào đón bạn. Thực hiện đúng như lời mẹ dạy, Ngạn Hoành dốc lòng học tập. Vào năm 1991, anh nhận tấm bằng cử nhân quản lý thông tin thư viện của trường đại học Bắc Kinh. Lúc đó anh đi làm một công việc tạm thời trong một năm rưỡi. Sau khi đến Mỹ trong chương trình học bổng, Ngạn Hoành tốt nghiệp bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại đại học New York vào năm 1994. Tuy nhiên sau đó, Ngạn Hoành quyết định không học lên tiến sĩ nữa. Anh làm việc tại IDD Information Service, chi nhánh tập đoàn Dow Jones tại New Jersey. Tại nơi này, anh phát triển một chương trình phần mềm cho phiên bản điện tử của tờ Wall Street Journal, đồng thời nghiên cứu thuật toán cho công cụ tìm kiếm. Năm 1996, anh phát triển thuật toán Rank Desk và giành được bằng sáng chế Hoa Kỳ. Ý tưởng ban đầu được nhân nhóm. Giữa lúc con đường sự nghiệp đang khá suôn sẻ, Ngạn Hoành lại muốn thực hiện một số ý tưởng. Lúc bấy giờ anh đã trình bày ý tưởng của mình với cấp trên ở Dow Jones nhưng bị từ chối. Không nản lòng, anh mang nghiên cứu đó đến chia sẻ tại một hội thảo ở thung lũng Silicon. William I. Chang, trưởng nhóm công nghệ Infosys lúc đó đã rất ấn tượng về chàng thanh niên tài năng này. Ông ngỏ ý mời anh đầu quân cho Infosys. Tuy nhiên, vì xu hướng phát triển của thị trường, Infosys lúc đó bắt buộc phải tập trung nhiều vào nội dung trang web hơn là tìm kiếm. Bởi vậy, anh quyết định rời khỏi nơi này. Năm 1998, anh hoàn thành cuốn sách mang tên Cuộc chiến kinh doanh tại thung lũng Silicon. Từ cuốn sách của mình, Ngạn Hoành bắt đầu nhận ra một ý tưởng tuyệt vời. Anh nhớ lại rằng dân số Trung Quốc là dân số lớn nhất thế giới. Vào thời điểm đó, lên tới 1,3 tỷ người. Trong dân số này, 1/3 trong số họ là người dùng Internet hiện đại. Điều này đã cho anh một ý tưởng để phát triển công cụ tìm kiếm của riêng mình. Thế nhưng những ý tưởng ấy cũng chỉ mới là sơ khai, cho đến khi có một cuộc gặp định mệnh, ý tưởng về Baidu mới được thành hình. Cuộc gặp gỡ định mệnh và sự ra đời của Baidu. Cuối thập niên năm 1990, khi cơn sốt công cụ tìm kiếm bắt đầu bùng nổ, một cơ duyên đã giúp Lý tập trung đầu tư vào việc khai sinh Baidu. Năm 1998, Từ Dũng, người sau này là đồng sáng lập Baidu, thực hiện một phim tài liệu về văn hóa sáng tạo của Mỹ với sự giúp đỡ của nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Dương Tử Diệp. Trong tiến trình quay phim, Từ Dũng phỏng vấn nhiều gương mặt tên tuổi, trong đó có Dương Trí Viễn, người Đài Loan đồng sáng lập Yahoo. Trong buổi hẹn với Dương Trí Viễn, Từ Dũng rủ theo người bạn Lý Ngạn Hoành. Chính buổi gặp này đã khiến cho Lý Ngạn Hoành nghĩ đến việc thành lập một website tìm kiếm riêng cho thị trường Trung Quốc. Nghĩ là làm, anh cùng với Từ Dũng đã thu hút được 1,2 triệu đô la Mỹ từ hai quỹ đầu tư mạo hiểm Integrity Partners và Peninsula Capital. Với số tiền đầu tiên đó, họ quay về Trung Quốc và thành lập Baidu trong một căn phòng khách sạn nhìn ra khuôn viên Đại học Bắc Kinh.
Bản thân cái tên Baidu được lấy cảm hứng từ một bài thơ được viết trong khoảng những năm 960-1279. Từ ngữ này hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là hàng trăm lần, và nó đã mang lại cho Ngạn Hoành một triết lý sâu sắc. Chính Ngạn Hoành đã giải thích Baidu có nghĩa là một cuộc tìm kiếm bền bỉ cho những gì đã khao khát. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của Thêm Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé. Thành công vượt bậc. Vào tháng 9 năm 2000, hai công ty đầu tư mạo hiểm khác là Raper Fisher Svensson và IDG Technology Venture đã bơm thêm 10 triệu đô la Mỹ cho Baidu. Vì vậy, có thể nói, ngay trước khi bong bóng Internet bùng nổ ở Hoa Kỳ, Baidu đã bắt đầu nhen nhóm ở Trung Quốc. Thoạt đầu, Baidu chưa đủ tự tin lập website riêng mà phải thuê nhà khi tá túc trên Sina.com và Sohu.com, đồng thời tìm kiếm bằng cách tính phí với chủ nhà mỗi khi người dùng thực hiện cuộc tìm kiếm. Thời gian sau, quan hệ hai bên trở nên xích mích, đặc biệt khi Sina.com và Sohu.com bắt đầu nhận thấy khoản phí, Baidu.com thu được ngay càng buồn, Sina khoản trả tiền cho Baidu và đòi tái thương lượng. Cuối cùng, Lý quyết định tách khỏi Sina lẫn Sohu và lập website riêng. Trần Thanh Cẩm, một đối tác tại ePlanet Ventures, tỏ ra lo lắng đến nỗi liên hệ với Dương Trí Viễn và đề nghị Yahoo mua lại Baidu.com với giá 40 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Lý vẫn quyết tâm phát triển Baidu. Năm 2004, Baidu bắt đầu thu tiền từ các công ty muốn đăng quảng cáo để được xuất hiện ưu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm. Thế là Baidu dần bành trướng, cùng với đà tăng tỷ lệ người sử dụng Internet tại Trung Quốc. Cũng trong năm đó, Google góp thêm 5 triệu đô la Mỹ cho vòng góp vốn thứ 3, tổng cộng là 15 triệu đô la Mỹ, giúp Baidu thêm vững vàng về tài chính. Baidu lên sàn chứng khoán vào ngày 5 tháng 8 năm 2005 với mức giá 27 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Khi giao dịch kết thúc ngày hôm đó, cổ phiếu của Baidu đóng cửa ở ngưỡng 122 đô la Mỹ, tăng 354%, mức tăng lớn nhất tại sàn Nasdaq kể từ khi đạt đến đỉnh là vào năm 2000. Lúc này thì những đề nghị liên tiếp được gửi đến. Baidu chưa bao giờ công khai các đề nghị này, nhưng có nguồn tin cho rằng Yahoo và Microsoft đề nghị mua lại Baidu với giá nhỉnh hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi Google trả giá 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trước cái giá quá hời, ban giám đốc Baidu bắt đầu chia rẽ giữa đề nghị bán và ý kiến giữ lại. Đó là thời điểm căng thẳng đối với Lý Ngạn Hoành khi cố thuyết phục cổ đông giữ lại Baidu. Đến khi cổ phiếu Baidu bán đắt như tôm tươi trên thị trường, chứng khoán Nasdaq của New York phe đòi bán mới bắt đầu nhượng bộ. Trong quý đầu năm 2006, doanh thu của Baidu tăng 190% lên 49,9 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận tăng lên tới 550%, đạt 11,72 triệu đô la Mỹ nhờ vào thế hệ người dùng Internet trẻ tuổi, những người thường bị thu hút khi tải phim, nhạc, video và tìm kiếm hình ảnh. Duyên nợ với ông lớn Google. Mối duyên giữa Baidu và Google bắt đầu vào năm 2004, khi công ty này đầu tư 5 triệu đô la Mỹ vào Baidu để thăm dò thị trường Trung Quốc. Nhưng ngay từ đầu cả hai đã tỏ ra không tin tưởng nhau. Cuối năm đó, hai nhà sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page ghé thăm văn phòng Baidu và đã để lại nhiều giai thoại thú vị. Brin và Page đã làm cho Ngạn Hoành bẽ mặt khi từ chối ăn món sandwich Subway mà công ty mời. Lý do là trước đó họ đã bị bệnh do ăn thức ăn chưa được nấu kỹ tại Ấn Độ nên giờ phải ăn uống cẩn thận hơn. Nhận xét về logo của Baidu, Brin hồn nhiên hỏi Ngạn Hoành có phải nó được cách điệu từ hình ảnh dấu chân chó. Họ Lý tức tối đính chính đó là dấu chân gấu. Google phản ứng trước sự bành trướng của Baidu bằng việc thuê chuyên gia máy tính nổi tiếng Lý Khai Phục từ Microsoft và mở một trung tâm nghiên cứu phát triển tại Bắc Kinh. Tuy nhiên Google vẫn không thể địch lại Baidu khi Baidu được dân trong nước ủng hộ. Tháng 11 năm 2009, lúc Lý Khai Phục tuyên bố rời Google để thành lập công ty web riêng, cùng với loạt đòn tra tấn của tin tặc, Google hiểu rằng cuộc chiến của họ với Baidu đã ngã ngũ. Không chỉ là trang web tìm kiếm, Baidu đã phát triển thành một công ty Internet khổng lồ. Theo Wikipedia, chỉ riêng công cụ tìm kiếm, Baidu hiện có một thư mục với hơn 740 triệu trang web, 80 triệu hình ảnh, 10 triệu tập tin đa phương tiện. Ngoài ra còn có Baidu Map, bản đồ, Baidu News, tin tức, Baidu Knows, chia sẻ kiến thức, Baidu MP3 Search, tìm kiếm file nhạc, Baidu Space, trang mạng xã hội.
Baidu Encyclopedia, Baidu Dictionary, Baidu Yua mua sắm trực tuyến. Nhưng Lý Ngạn Hoành chưa dừng lại ở đó, mục tiêu tương lai là thị trường game, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử và xuất khẩu Baidu. Lý cho biết một nhóm chuyên gia đang dịch website Baidu sang hơn 10 ngôn ngữ và hy vọng trong 10 năm nữa, Baidu sẽ trở thành cái tên quen thuộc của 50% thế giới. Những lùm xùm sau danh tiếng trực trở. Sau sự rút lui của Google, Baidu giờ chỉ còn hai đối thủ là Alibaba và Tencent trong một cuộc cạnh tranh giành ngôi vị công ty Internet lớn nhất Trung Quốc. Alibaba đã chặn hệ thống tìm kiếm của Baidu khỏi các trang catalog sản phẩm được rao bán trên trang này và đang tự thiết kế một hệ thống tìm kiếm riêng chuyên phục vụ cho việc mua hàng qua mạng. Tencent cũng xây dựng một công cụ tìm kiếm riêng có tên là Soso.com. Cuộc chiến này nóng trên cả các mặt báo khi người phát ngôn của Tencent đặt cho Baidu biệt danh những tên lưu manh, trong khi Baidu gọi Tencent là thứ con hoang lắm điều. Dù đạt được những thành công nhưng Baidu lại dính phải chẳng ít lùm xùm. Điển hình như năm 2008, Baidu bị cư dân mạng tố cáo là nhận tiền của Tam Lộc, hãng sữa sản xuất ra loại sữa bột nhiễm melamine gây ra cái chết của 6 trẻ em Trung Quốc và 54.000 người phải nhập viện, để chặn các thông tin về vụ sữa nhiễm độc khi người dùng Internet gửi lệnh tìm kiếm. Một nghi ngờ về uy tín của Baidu chưa dừng ở đó, Lý Ngạn Hoành luôn khẳng định Baidu không làm giàu từ việc tiếp tay cho nạn vi phạm bản quyền. Thế nhưng, nhiều hãng ghi âm cho biết dịch vụ tải nhạc MP3 của Baidu cho phép người dùng Internet tải miễn phí hầu như tất cả các bản nhạc mà họ phát hành. Năm 2005, một số hãng đĩa đã liên kết lại kiện Baidu, nhưng các quan tòa Trung Quốc đã đứng về phía Baidu và phán quyết rằng hãng này chỉ đơn thuần cung cấp cho người dùng những thông tin họ tìm kiếm bằng cách kết nối đến các trang web âm nhạc. Sau thành công là bóng hồng quyền lực. Người ta thường nói, đằng sau sự thành công của một người đàn ông là hình bóng của một người phụ nữ. Và câu nói này quả thực đúng với Lý Ngạn Hoành. Chính người phụ nữ đặc biệt ấy đã giúp chồng trở thành người sáng lập của công cụ tìm kiếm hàng đầu đất nước tỷ dân, trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc vào năm 2003 theo xếp hạng của Forbes. Ngạn Hoành và vợ của mình, Mã Đông Mẫn, quen nhau khi cả hai còn là du học sinh tại Mỹ. Năm 1995, Ngạn Hoành vô tình bắt gặp Đông Mẫn và quyết tâm theo đuổi. 6 tháng sau, họ tổ chức một đám cưới đơn sơ trên đất khách quê người khi cả hai mới chập chững đi làm và chưa có tài sản gì nhiều. Hôn lễ của họ cũng không cử hành ở nhà thờ, chỉ có duy nhất một người làm chứng. Thời gian ấy, Ngạn Hoành chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ra thành lập Baidu, bởi bản thân anh lúc đó chỉ thích một cuộc sống an nhàn, ngày làm việc tối trồng rau. Điều này khiến cho Đông Mẫn phiền lòng. Một lần nọ, Đông Mẫn đã tự tay xới nát vườn rau. Về đến nhà nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngạn Hoành vô cùng tức giận, gọi vợ là nữ bạo chúa. Cô đáp lại rằng, em không thể để anh thành một nông dân ở California. Kể từ sau khi thành lập Baidu thì Ngạn Hoành luôn có Đông Mẫn ở kế bên để hỗ trợ giúp sức cho anh những lúc công ty gặp khó khăn. Trong một bữa tiệc ăn mừng thành công, Ngạn Hoành đã ôm lấy vợ và nói rằng có một loại can đảm trong tinh thần của Baidu và cô ấy chính là nguồn gốc của loại can đảm đó. Cô ấy luôn xuất hiện ở những thời khắc quan trọng và đưa ra những lời khuyên dũng cảm nhất. Hiện tại thì cả hai đã có với nhau 4 người con và gia đình của họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.